Đây các bạn nha. Rồi buổi sáng thì đi làm thì nói chung là gặp xui xíu. Rồi thằng đây nó mập quá, xe cũng chịu nổi. Thợ đang làm. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là đi và ăn mập và ăn sun. Đi qua bên đất đỏ nha mọi người. Đất bên này thì vừa đỏ vừa đen vừa trắng. Nói chung là dân tộc đồng bào Việt Nam, nước Mỹ, nước Thái Lan nha mọi người. Nước ngoài nó có chung chung ở trên đất nước này luôn mọi người nha. Ở đây thì là trên đồi núi cao mọi người. Trên kia là người ta hay gọi là Blue Nea, không biết nha mọi người nha. Đức hay gái mọi người nha. Anh nha, bên này gái nha. Còn núi Blue bên bên gì á, bên kia là mới là nước Blue, núi Blue Tano nha mọi người, Đức á. Thì hiện tại thì anh em đang ngồi chơi tại đây mọi người nha, review cho tất cả mọi người khu cảnh tại đây. Thì bữa nay thì cũng đã lâu rồi khi không có làm video và nói chuyện cho mọi người. Và bữa nay thì Ghi cũng ít làm nhạc nha. Hiện tại thì anh em đang chuẩn bị một sản phẩm để đăng lên rồi, nhưng mà chưa kịp quay người hát cho mọi người. Còn quay về kịch bản phim thì đã xong rồi mọi người. Mong rằng sẽ ra mắt trước Tết nha mọi người. Mọi người nhớ cho xem nha. Rồi mọi người theo dõi ngày hôm nay Ghi sẽ làm cái gì nha. Nhớ theo dõi đấy nha. Let's go. Chỗ này là trên núi nhưng mà có nước đấy. Có chim, có gà, có vịt đó mọi người thấy chưa, con ngan đó, con gì, con ngan hả? Đó anh mập giỏi lắm đó. biết tên rồi. Đây chỉ xe gần qua đây đó. Bên kia thì có mấy có con gà nữa. Đây mọi người, đất nước đây nè, vùng núi cao xa. Đây nha mọi người. Thì năm nay thì người ta nói chung là mất mùa mọi người. Trồng mì thì không có lên được nên là người ta phải bỏ đi. Đấy. Năm nay nói chung thì rất là nhiều người lỗ nha mọi người, vì không có trồng mì được. Người ta phải bỏ đấy.